Xin chào các bạn. Quả quá ngon, quá là ok này các bạn. Quả nó hơi bị dập một tí này. Đây. Và còn hay là còn táo dám các bạn này. Đó, mời các bạn ăn luôn nhé, táo ngon, rất ngon luôn. Quá ok luôn các bạn. Những ngày cuối cùng của những ngày đầu tháng 3 các bạn, đầu tháng 3 mùng 1 tháng 3 2023. Quả quá là ngon. Táo rám. Quả này là táo bự các bạn, như quả ông quả con. Như là quả ông quả con các bạn, rất là ngon. Đó, nên mời các bạn cứ việc ăn thôi. Mùi nó thơm thơm, ngon ngon. Táo rám. Toàn bộ táo rám thì nó ngon. Quá là ok nhé. Giá thì nó vẫn cứ gọi là ok các bạn nhé. Rất là đẹp. Cuối vụ táo. Mời các bạn. Nhìn ngon không? Nó ánh lên nhìn rất là ngon phải không các bạn? Bây giờ thì mời các bạn test một quả to này nhé. Mình đã đấy, mời các bạn test quả to bự luôn này. Hơn 30k một cân các bạn nhìn này. Nhìn nó thích mắt. Toàn cái đại bự luôn này. Đây. Anh nhìn nó ánh này ngon không? Quá là phê luôn. Nhưng ăn nó phê thật các bạn. Đố các bạn thấy 10 quả. 10 quả nó hơn 1 cân các bạn. Quá. Như bây giờ mình sẽ chuyển. Đây, mình sẽ để nguyên quả đây này. Để ăn tiếp quả bi từng túi một thôi. Ăn táo cuối vụ nên là đây, quả này các bạn nhìn này. Đó, nhìn khác nhau. Nó ngọt nó thơm. Các anh chị em vẫn đang đóng phía trong. Bi thì bi tiền là to hay to tiền các bạn. Còn hôm nay các bạn được tiền táo nhiều nhất ở huyện Lục Ngạn mình các bạn. Các bạn được bao tiền? Nhà các bạn xem video ấy, nếu các bạn thử đoán xem là khu vực các bạn được bao tiền, hoặc là trong làng, hoặc trong xóm, hoặc là hàng xóm nhà bạn được bao nhiêu tiền, các bạn thử comment này nhé. Chắc cái nào cũng có bác phải được tiền tỷ, tiền táo này, tiền bán quả này các bạn. Cái hàng rám thì chọn ra rám riêng các bạn ạ. Thì giá nó khác, nó đắt hơn cái hàng trơn kìa. Nhìn mã nó xấu một tí thôi. Nó xấu vỏ ăn tí nhưng mà chất lại khác. Nên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các bạn nhé. Thế là đấy, nên là đừng nhìn quả táo xấu mà chê quả nó không ngon. Nó là như vậy. Táo rám, táo xấu. Test gọi là test bô. Mình thử test tiếp này. Chỉ có ngồi ăn để mời các bạn, để cho các bạn chạm cái cảm giác ăn táo. Nó là các bạn là khi mà hết một táo rồi nhìn quả táo nó thèm lắm,
cũng giống như bây giờ. Còn táo ăn thì phê, nhưng khoảng vài hôm nữa nhìn quả táo thôi nhìn đã rất là thèm nhé. Chỉ còn chắc chỉ còn khoảng tầm, hôm nay là mùng 10 tháng 2 âm, chắc khoảng tầm nửa tháng nữa, 10 ngày đến hoặc nửa tháng nữa là hết sạch táo mùa 2023 này. Thì phải nói là rất là thèm luôn vì chất lượng nó quá ngon. Hay là vụ táo đã kết thúc, đã kéo dài từ được nửa năm nay rồi, đúng nửa năm các bạn ạ. Đố bạn nào mà không bị kích thích nhé. Quá ok. Bây giờ mình lê la đến cái gọi là lê la đến cái shop to rồi, bởi vì ăn lượn lượt các bạn ạ. Ăn gọi là ăn no nê luôn. Đến cái shop quả mà quả nó trơn trơn rồi. Giờ mình mời các bạn thử test cái quả quả trơn này xem nó có ngon bằng cái quả rám vừa rồi không nhá. Quả rám được 10, quả này được khoảng được 8 các bạn. Chấm điểm trên thang điểm ấy. Quả được 8 điểm nhé. Gọi là ăn no bụng, ăn cảnh bụng luôn. Ăn bù cho chuẩn bị cho hết vụ. Một số nó xanh xanh thì các bạn nhìn này. Đó, như nó cũng lôm côm nhé, đặt vào nhau hết. Nhưng còn như nó chín đều hết vàng như này là khác này. Đó, nhìn nó vàng ngon không? Quả nó nhọn này. Chỉ lau đi quả vàng. Đây. Quả nữa này. Đó. Này. Tính đến thì từ lúc mà mình quay video đến giờ mình còn ngắt đoạn nha các bạn nhé. Mình ăn thì đố các bạn mới đếm được bao nhiêu quả táo nhé. Đó. Nói thật các bạn là quá là ngon, quá là phê. Đó. Lại chuẩn bị được ăn vải các bạn nhìn này. Đó, vải này, chuẩn bị nở hoa rồi. Hết táo nhé. Anh em mình cứ trêu là tiền táo chưa tiêu hết mà đã phải chuẩn bị tiêu tiền vải rồi. Nói như vậy thì mình khẳng định là nói vui thế thôi, đúng không? Tức là mùa vụ đội mình thì nó gối nhau. Đấy. Anh em nói thì cứ trêu nhau như vậy, nhưng thực ra là tiền vải này là còn vẫn nợ tiền phân do các bạn. Tức là tiền đầu tư đấy vẫn còn chưa trả được vụ năm ngoái. Thì giờ nó đã đến vụ này rồi. Hai là táo thì kéo dài rất là dài nhé. Đó, táo chưa cả hết mà vải đã nở hoa. Đó. Thứ hai là muốn nói với các bạn, các anh chị là hoa quả đất Lục Ngạn nó rất là ngon các bạn ạ. Nó là cái số 1 luôn. Ví dụ như cái táo này cũng thế này. Táo đất Lục Ngạn quê mình cực ngon này. Vải cũng thế này. Nên là cái hoa quả đất Lục Ngạn thì ngoài cái việc mà gọi là trời phú, hoặc là gọi là thiên thời ấy, địa lợi, gọi là đất nó phù hợp ấy, thì bà con canh tác cũng rất là tốt các bạn nhé. Cái diện tích táo thì mình nghĩ là nó sẽ là lớn nhất của cả nước luôn. Còn chắc chắn là không nơi nào nhiều táo như ở mình đâu. Đó, thì cũng xin mời các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và mình mời các bạn ăn táo nhé. Táo những ngày cuối vụ đấy, so những ngày quả các bạn nhìn thấy khủng khiếp không? Đấy, dã man không? Đó, đấy, nhìn như quả trứng gà. Đó, mời các bạn ăn tiếp. Ăn cho đã thích luôn các bạn. Ăn đến nỗi là no mà không muốn ấy mà cảm giác nó ngon nên vẫn cứ cố ăn các bạn. Xin mời và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mời các bạn ăn táo.